bự thôi chứ nó không phải con đầu đàn đâu. Ừ. Nó gì khỉ nó vậy á, khỉ là nó là như vậy á, nó không có biết điều biết chuyện gì hết trơn. Nghe nói gì không, nghe nó nói gì không, hết gì một bó kìa, hết cái gì. Trời ơi, con kia mới phơi kìa Linh. Này còn sau lưng nữa kìa. Đừng la, nó tới nó xin thôi chứ không có gì. Nó đâu lấy điện thoại, nó không lấy điện thoại. Nó lấy cái đó đó. Đó. Nó canh cái đó không, thấy không? Bây giờ là nó canh cái đó thôi chứ nó đâu canh này chi. Vì cái này không ăn được. Nó không biết con à. Em nghe ta nói cháu con mặt thuốc em. Từ từ, cứ từ từ mà cho. Để nó xuống ào ào nó làm mình sợ. Hết rồi, còn có một quả thôi. Có khi nào nó sực mình không anh? Có luôn. Ghê hả? Vì mình làm cái gì đó nó không chịu á. Ừ, mình làm không gì cho đó, nó ăn. Chịu. Em cho xong vô cái bao đi, nó không biết nữa, nó xài em ra. Nó tất nhiên là cho nó nguyên cái bao chứ đừng có dơ bao. Đó, à, rồi. Rồi. Để nó trên kia kìa. Nó đang bắn. Đó. Rồi. Mà không ai dám bu lại con đó hả? Nó lớn thì sao bu tới nó được. Với lại bu tới nó để làm cái gì? Đúng không? À, chưa làm 2 lít nghe. Cứ chờ mà xem. Nó ăn trái cây. Đúng rồi, nó ăn đậu phộng. Nói chung là hoa củ quả. Ra tự chạy lại lấy hả? Thì cũng như chuối vậy đó, chuối nó vậy nè. Rồi đó, lon đậu 10.000, trải nghiệm đi. Lấy lon đậu anh. Kêu nó chích chích đó hả? Kêu với gà vậy. Không cần kêu đâu. Không cần kêu đâu. Cầm lên đây là cái ly nước mía cầm lên nha. Đừng lên bàn. Dạ. Mẹ ở dưới bàn. Nó đè nó nhiều quá. Mẹ ơi, con thị nó ở dưới bàn mẹ kìa. Ở trong nhà có cửa kìa. Rồi nó bỏ nó lên đi bỏ. Nó tên là khờ. Này nó tên là khờ. Khờ. Mỹ Hồng Dương này. Nó rất là hiền. Để anh bạn cho nó lấy đi. Nè ăn đi ngọt không? Nó hiền lắm hả? Hiền. Nó hiền lắm. Nó ăn nhiều thôi hả? Nó nhiều nó mới vậy á. Nó suy dinh dưỡng, đây toàn thủy suy dinh dưỡng không? Dĩ nhiên phải dành ăn rồi. Còn hàng tự ứng ý. Trời ơi. Vô đây à.
đi ăn thịt nuôi, thịt nuôi này. Ngồi xuống như nè em, ngồi xuống như nè, đưa nó nè, ngồi xuống, ừ đó, đưa nó từng hộp một. Cầm 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 chắc cái hộp đó, cái bịch đó là được. Người ta gọi là khỉ đuôi không ngồi thẳng xuống, ờ à, đó rồi được đó, quen vậy? Đó. Rồi, về nha. Rồi, mình ở đâu em?